Kính chào quý vị. Mời quý vị nghe một hồi ký ngắn của ông Kim Thanh với tựa đề Bồng Sơn Dòng Sông Tương Tư. Đầu năm 1969, một năm sau Tết Mậu Thân, tôi được lệnh dẫn nửa đại đội 202 chiến tranh chính trị từ Bà Ghi ở Quy Nhơn ra Bồng Sơn xa độ 115 km, biệt phái công tác tâm lý chiến. Dân sự vụ cho trung đoàn 40 đóng tại Đệ Đức, cách quận Bồng Sơn 3 km, theo chiến dịch Bình Định phát triển do sư đoàn 22 bộ binh phát động. Địa điểm công tác là vùng Bắc Bình Định, gồm các xã thuộc chi khu Hoài Nhơn, thuộc Bồng Sơn và quận lỵ Tam Quan, bị giặc Cọc cưỡng chiếm một thời gian trong và sau trận Mậu Thân và đã được quân ta giải tỏa. Nhưng ban đêm, du kích vẫn lẻn về quậy phá, tuyên truyền, bắn tỉa, gài lựu đạn, đặt mìn, phục kích, giết hại lính và thường dân. Đại đội tiền phương của chúng tôi được chia làm hai toán, chỉ huy bởi hai chuẩn úy, hàng ngày thay nhau lội theo một cánh quân trung đoàn hoặc bay trên trực thăng của sư đoàn 10 kỵ Hoa Kỳ, gọi tắt là First Cav, thỉnh thoảng cùng với một toán dân sự vụ Mỹ đến thôn ấp xa xôi và nguy hiểm. Trực thăng thả các toán xuống và hẹn giờ đến đón. Có khi trở về bệnh xá quận hay trạm quân y trung đoàn vài cụ già ốm nặng, hoặc vài em bé trúng mìn và lựu đạn do việc cọc gài, hoặc có lần một cô gái bị chúng đâm lòi ruột vì có bồ là lính ngụy. Tại đây, các toán tập hợp nhân chúng khám bệnh, phát thuốc, đôi khi phát tập vở giấy bút kẹo bánh cho trẻ em, đồng thời bắt loa kể tội diệt cộng, yêu cầu đồng bào không chấp chứa bọn chúng hoặc kêu gọi con em thoát ly trở về với chính nghĩa quốc gia. Dân Bình Định nói chung và Bồng Sơn nói riêng tính tình hiền hòa dễ mến. Tuy nhiên, ai cũng biết rõ rằng khi quân ta rút đi, du kích theo bóng đêm trở về, có khi du kích lại là chồng con của những người được khám sức khỏe buổi sáng. Ngoài công tác tâm lý chiến, dân sự vụ, sư đoàn đặt ra kế hoạch thành lập, tức phân chia dân thành hai loại, theo quốc gia và theo Việt Cộng, hoặc có thân nhân theo Việt Cộng. Trong 3 ngày trực thăng Mỹ và xe trung đoàn trở về sân đình Bồng Sơn, một số đối tượng khả nghi từ những xã mất an ninh chiến tranh chính trị chúng tôi được giao nhiệm vụ lo chỗ tạm trú cho họ trong thời gian ngắn hạn, làm vệ sinh, quét dọn chung quanh, vét giếng, dựng lều dã chiến, phân phối chiếu, mùng, mền, đồ hộp và thực phẩm tươi. Tất cả đều do ban năm trung đoàn chở đến. Ngoài ra còn liên lạc với bệnh xá quận, trung đoàn 40 và đệ nhất Cav để chăm lo phần sức khỏe. Việc thanh lọc dân chúng do những chuyên viên thuộc Bộ Tư lệnh Sư đoàn hay Trung đoàn phối hợp với chi khu làm việc mỗi ngày ngay tại sân đình. Một buổi trưa, tôi đi công tác trở về cùng với Đại úy Cố vấn Smith trên chiếc trực thăng của đệ nhất Cav chở thêm một số đồng bào cần thanh lọc. Tôi quen Smith năm 1967 khi dẫn một toán chiến tranh chính trị của đại đội 203 30 thuật xuống tăng phá cho tiểu đoàn 4, trung đoàn 44, đóng tại quận Thiện Giáo, Phan Thiết, mà ông là trung úy cố vấn giúp gọi trực thăng Mỹ tải thương. Đi ngang qua sân, tôi thấy một nhân viên của tổ thanh lọc mặc quân phục, nhưng không đeo phù hiệu cấp bậc. Người mập lùn tướng hung ác đang quát tháo đấm đá vào mặt, ngực và thân thể của một thiếu phụ tuổi độ 20, mà về sau tôi mới biết là vợ của một du kích xã, tay bồng đứa con sơ sinh đang khóc ngất, trong khi một thiếu úy chắc là tổ trưởng ngồi ở bàn dương mắt ngó không ngăn cản. Lần duy nhất trong đời làm lính chiến tranh chính trị tôi gặp phải một trường hợp nghiêm trọng và khó xử như thế này.
quá bất mãn, tôi đến giải thích cho viên thư ý hiểu rằng chúng ta có thể tra hỏi lý lịch nhưng không có quyền đánh dân như thế, và yêu cầu anh ta bảo thuộc cấp ngưng hành vi thô bạo này. Nhưng anh ta vẫn ngồi yên và lại coi thường tôi. Lúc đấy không có sĩ quan nào cấp cao hơn để kịp thời nhờ can thiệp. Cố vấn Smith chỉ đứng quan sát. Tôi bèn tiến về phía gã nhân viên và can đừng đánh nữa. Nhưng gã liếc xéo tôi rồi thách thức. Việc gì đến ông? Ông sẽ đến chỗ khác chờ cho tôi làm việc. Nghe câu nói hỗn xược và thực sự lo lắng cho người thiếu phụ, tôi liền rút súng côn lên đạn kê vào màng tang gã và rít lên: Eo mẹ, anh mà đánh chị ta một cái nữa tôi bắn anh nát óc. Thấy mặt tôi hầm hầm và đám lính chiến tranh chính trị đứng vây quanh tôi như che chở, gã cũng ớn chùn tay lại. Cũng may, bởi vì sau này nghĩ lại tôi phân vân tự hỏi và chưa có câu trả lời. Giả sử lúc ấy gã cứ tiếp tục, liệu tôi có bắn nát óc thật không hay chỉ dọa thôi? Đại úy Smith và một trung sĩ y tá Mỹ cùng tôi đến bên thiếu phụ xem xét những vết thương. Gương mặt trái xoan rất đẹp của chị bầm tím và cúc áo sút ra để lộ một bên vú sưng tấy lên đỏ ửng. Viên y tá lấy tay ấn nhẹ vài chỗ chị mí môi chịu đau. Anh lắc đầu, nói với Smith và tôi, sưng không phải vì cú đá của gã mà vì có lẽ bị ung thư. Thái độ của chị lạnh lùng căm phẫn. Tôi bảo y tá đại đội, trung sĩ Thám đưa hai mẹ con vào lều, rửa bằng cồn những vết bầm, bôi dầu và cho uống aspirin giảm đau. Bây giờ chị mới quay lại nhìn tôi, nói lý nhí: Cảm ơn ông thiếu úy. Sau khi hội ý với Smith, tôi đích thân lái xe Jeep cùng với Thám đưa hai mẹ con đến bệnh viện Bồng Sơn nhờ bác sĩ và y tá chăm sóc đặc biệt. Từ đó, tôi không bao giờ gặp lại chị, nay không biết sống chết là sao, cũng không biết cả tên của chị nữa. Một tháng sau, chuẩn tướng tư lệnh sư đoàn Nguyễn Văn Hiếu, một vị chỉ huy nhân từ Đức Độ ra trung đoàn 40 để họp đúc kết công tác đợt nhất cùng với các sĩ quan tham mưu sư đoàn và trung đoàn. Trung úy Phan Nhơn, đại đội trưởng đại đội 202 chiến tranh chính trị xếp trực tiếp của tôi, và bạn anh là trung úy Văn Thiết, chủ nhân phở Văn tại Parkland bây giờ, đại diện phòng một sư đoàn cũng từ bà ghi theo ra. Trong buổi họp, một ông đại úy lạ ngoắc béo phì đứng lên tố khổ: Đại đội chiến tranh chính trị tăng phái công tác không tích cực, không hữu hiệu để dân theo du kích, còn tôi đòi bắn bỏ cán bộ thanh lọc cản trở công việc. May cho tôi, trước đó Smith đã báo cáo vụ đánh dân cho bộ tư lệnh sư đoàn và bênh vực phản ứng rất ư cao bồi của tôi. Bị chơi đòn bẩn, tôi nóng mặt nên giơ tay xin phép trả lời. Với giọng cương quyết, tôi tự biện hộ đại ý như sau: Đại đội chúng tôi đã cố gắng làm việc một cách đúng đắn, chu đáo để giúp đỡ dân chúng tối đa với những phương tiện tối thiểu. Nếu bạn đến du kích về và dân theo du kích, đó không phải là lỗi của chúng tôi, đúng hơn không phải trách nhiệm của một đơn vị chiến tranh chính trị tăng phái nhỏ bé như chúng tôi. Bản thân tôi không bao giờ dám cản trở công việc của ai hết. Tuy nhiên, là một sĩ quan chiến tranh chính trị, tôi có nhiệm vụ can thiệp cực chẳng đã bằng cách này hay cách nọ khi thấy một người dân bị ngược đãi. Theo thiện ý tôi, đánh đập dân dù bởi ai và ở đâu, dù họ theo ta hay theo địch, mà lại là phụ nữ có con nhỏ nữa, là sai trái đối với chính sách, đường lối của chiến tranh chính trị, vô tình làm mất chính nghĩa của quốc gia và quân đội ta. Nghe xong, chuẩn tướng tư lệnh nhìn tôi chăm chú, khẽ gật đầu và nói: Tôi đã được ban năm, trung đoàn 40 sĩ quan cố vấn và sư đoàn 10 không kỵ báo cáo rằng
Đại đội chiến tranh chính trị tăng phái có nhiều cố gắng trong công tác và thiếu úy chỉ huy làm việc rất tích cực. Ra Bồng Sơn độ nửa tháng, một buổi chiều cuối tuần, tôi được chuẩn úy Hoàng, phụ tá và bạn thân của tôi rủ xuống phố Bồng Sơn vào một tiệm giải khát đông nghẹt lính tráng để uống bia. Xong, anh đưa tôi lên lầu, đến trước một căn phòng và gõ nhẹ cửa. Một gia nhân xuất hiện, trong ánh nắng chan hòa hắt qua song cửa sổ trên một bờ tường, nhuộm vàng mái tóc. Thơ thơ, nàng và tôi cùng sững sờ đứng nhìn nhau bất động. Giây lâu, nàng mới mời hai anh ngồi chơi và nói, có lẽ cho tôi rằng nàng đã mãn khóa sư phạm và được bổ nhiệm ra dạy tại trường tiểu học Bồng Sơn. Hoàng cười hả hê. Mình muốn dành cho hai người một sự ngạc nhiên kỳ thú, cho nên không báo cho bên nào biết trước cuộc tái ngộ lịch sử này. Tái ngộ ư? 6 tháng trước, tôi quen Thơ Thơ tại trường sư phạm Quy Nhơn. Lần đầu được Hoàng, anh họ của nàng đưa đến gặp. Rồi từ đó, như bị tên độc của thần ái tình Cupidon, cuối tuần nào tôi cũng lái xe cùng với Hoàng từ Bà Ghi xuống thẳng trường sư phạm, chỉ để ngắm lại đôi mắt huyền mơ và nghe lại tiếng cười trong trẻo của nàng. Nàng ở nội trú, mặc dù mẹ và chị cả, mà chồng là thiếu tá tiểu khu Bình Định, có căn nhà ngoài phố. Mỗi lần gặp nhau, tôi và Hoàng thay phiên mời nàng đi ăn tối, với gương mặt đẹp, dáng cao thanh thoát, rất duyên dáng và giọng Huế thanh nội tao nhã ngọt ngào. Nàng hớp hồn tôi, đúng hơn bỏ mùa mê làm cho ra ngẩn vào ngơ. Tuy nhiên, mặc dù tôi đã trổ hết nghề ăn nói, mặc dù có Hoàng tình nguyện làm nội tuyến, bơm tôi lên mấy tầng mây, và có giám học của trường là anh bạn Thanh Sinh Công, một thời khá thân ở Sài Gòn, nằm vùng bất đắc dĩ, nhắm mắt để tôi chở nàng đi chơi, đôi khi quá giờ. Mặc dù đã một lần Hoàng đưa tôi và nàng chung xe đi thăm trại Cùi Quy Hòa, cách Quy Nhơn 10 km, viếng mộ Hàn Mặc Tử, thi sĩ ruột của nàng. Mặc dù tôi không thuộc loại sức cán gãy gọng gì, mà cuộc tình đơn phương vẫn chẳng đi tới đâu. Nửa năm rồi, vẫn dậm chân tại chỗ, ánh mắt vẫn thản nhiên vô tư. Nàng chỉ xem tôi như một đồng đội của ông anh họ. Hoàng quả quyết nàng chưa có người yêu, nhưng tôi không tin. Trong tình trường, tôi không kiên nhẫn hay thông minh đủ để nhận biết những tín hiệu thầm lặng từ người đối diện, hoặc để nhớ câu châm ngôn đặc tên thời Trung Cổ: tình yêu và cơn ho không giấu được, quá mệt. Tôi bỏ cuộc, thôi gặp nàng, kể cả trước ngày dẫn đại đội chiến tranh chính trị ra Bồng Sơn. Gặp lại tôi, sau mấy giây ngỡ ngàng, Thơ Thơ lại vẫn vui vẻ, cười nói như không, như trước, như thường. Cho đến một lúc, nàng nhìn sâu vào mắt tôi hỏi nhỏ, sao anh không từ giã em trước khi ra đây? Vì tự ái hay khờ dại, tôi quên rằng có yêu mới có trách, và tiếp tục im lặng giữ nguyên bộ mặt đưa đám lạnh tanh hờn dỗi từ lúc gặp lại nàng. Nhưng tự đáy tâm can, tôi thấy thương và lo cho nàng bơ vơ, thân gái dặm trường giữa chốn ba quân, sống trên một quán nhậu, lại còn sợ mất nàng về tay một gã si tình lì đòn hơn. May có Hoàng giám hộ hợp pháp. Tôi đề nghị Hoàng bữa nào cùng đi tìm một tư gia gần trường có cho thuê phòng. Một tuần sau, hãy cho tôi đến giúp nàng dọn về nhà mới kín đáo và an toàn hơn. Một hôm, đại đội rảnh vì trung đoàn 40 và sư đoàn 1 không kỵ bận phối hợp hành quân diệt địch tại thung lũng An Lão, không cho chiến tranh chính trị đi theo sợ vướng chân. Được Thơ Thơ mời, tôi và Hoàng đến thăm trường của nàng. Trường ấp khang trang, rộng rãi, hiệu trưởng và thầy cô đều trẻ trung cởi mở, nhưng học sinh đa số còn nhà nghèo,
thiếu thốn đến cả giấy bút tập vở. Hai đứa tôi bỏ tiền túi, nhờ Phan Nhơn khi có dịp mua gửi ra cho hai thùng bút, giấy, kẹo bánh và sô-cô-la, cộng thêm một ít tạp phẩm còn dư từ những chuyến công tác tại các xã. Rồi trở đến dưới danh nghĩa đại đội nhờ trường phát cho những em nghèo, xem như là một công tác nhân sự vụ, chứ chẳng phải lấy lòng nàng mà tôi biết chắc vẫn trơ trơ, không thể lay chuyển nổi như hồi ở Quy Nhơn. Tôi chẳng hiểu sao tôi mất cả lòng tự tin cố hữu, nhất là sau một bữa ngồi một mình trò chuyện với nàng trong phòng trọ và sực nhớ lời Hoàng xúi dạ mấy hôm trước bằng cách nói thích lính tráng phải đánh mau đánh mạnh, chiến tranh đâu biết sống chết lúc nào, lại còn đọc câu thơ của Xuân Diệu đấy chứ: mau với chứ, vội vàng lên với chứ, em ơi tình non đã già rồi. Tôi bất thần nắm đại bàn tay nàng siết mạnh, bị tấn công bất ngờ, nàng thoáng bối rối, mặt đỏ dần lên và cố rút ra một cách yếu ớt, miễn cưỡng và hỏi nhỏ: anh Thanh làm việc chi mà lạ rửa? Câu nói như một phát súng ân huệ. Quê độ, tôi buông tay xin lỗi và mất hứng, đứng lên, ra xe, rồ máy lao vút đi, không thèm chào nàng. Tôi đến bờ sông lại, ngừng xe bên cầu, ngồi yên trên ghế trầm ngâm thở dài. Thất tình, khổ sở còn hơn anh con trai mới lớn, yêu lần đầu. Nhớ các vị nhân đã đi qua đời, chưa thấy ai làm khó tôi như nàng. Dưới cầu, dòng nước vẫn trôi đi lặng lẽ. Trôi đi như bao cuộc tình không may, như mối tình si vừa chết, tức tưởi. Tự dưng nghe vang vọng những lời thơ buồn bã của Apollinaire: Passer les jours et passer les semaines, ni temps passé, ni les amours ne reviennent, sous le pont Mirabeau court la Seine. Qua đi những ngày và qua đi những tuần, thời gian qua rồi, và những cuộc tình đều không trở lại. Dưới cầu Mirabeau sông Seine trôi mãi. Tôi ngước nhìn cây cầu Bồng Sơn mà từ nay tôi sẽ đổi tên thành The Pont Mirabeau và La Hayan thành dòng sông tương tư, lơ đãng ngắm những cụm lục bình lững lờ trôi trên dòng nước, mang theo bóng chiều tím ngát mà thấy lòng tái tê, tự hứa sẽ không đến gặp nàng nữa, dứt khoát không bao giờ nữa. Thấm thoát mà đã qua đi 3 tháng công tác, việc thanh lọc chấm dứt, dân chúng được trở về quê quán, chiến dịch Bình Định phát triển vẫn tiếp tục. Nhưng đại đội tôi không đi theo trung đoàn hay sư đoàn 10 kỵ đến các xã thuộc chi khu Hoài Nhơn nữa, mà được lệnh chuyển hướng công tác tùy nghi tự túc vào quận lỵ Tam Quan, phía bắc Bồng Sơn, nơi trung đoàn cho biết khá thiếu an ninh. Mỗi ngày tôi dẫn 2 toán chiến tranh chính trị trên 2 xe đót đến những địa điểm mà tôi chỉ thông báo vào phút chót, yêu cầu chi khu yểm trợ an ninh tại chỗ. Nhưng lính địa quân theo tin tức thỉnh thoảng cũng bị du kích bắn xẻ giữa ban ngày. Tôi không cho toán nào đi quá xa trung tâm thị trấn, tức cái chợ nhỏ có nhiều quán nước dưới chân chùa Tam Quan, và dặn 2 trưởng toán phải thường xuyên liên lạc với nhau bằng máy PRC-25, và trong khi làm việc phải cử một người canh gác. Tam Quan có đặc sản nước dừa ngon tuyệt và các cô gái đẹp như tiên sa, ăn nói ngọt sớt, dễ thương, tóc xõa đen tuyền, da trắng như trứng gà bóc, là nguồn cảm hứng cho bài hát trữ tình nổi tiếng của Đan Thọ: anh về qua xóm nhỏ, em chờ dưới bóng dừa, nắng chiều lên mái tóc. Tôi dặn anh em, đa số còn trẻ, đề phòng mỹ nhân kế. Nội dung công tác vẫn không thay đổi. Đoạn đường Bồng Sơn Tam Quan, chạy dọc theo đường đầy xe lửa với những mô đất đắp cao 2 bên, dài chỉ độ 7 km mà rất nguy hiểm vì
Theo lời người dân, Việt Cộng thường đã nằm phục kích. Bởi vậy, cứ khoảng 3 giờ trưa trời còn nắng, tôi đã tập hợp hai toán. Cho về Đệ Đức, xe chạy xả hết tốc lực. Súng chỉa ra hai bên, sẵn sàng nhả đạn trong tư thế tự bảo vệ. Được một tháng bình yên vô sự, vài anh lính bắt đầu chê tôi nhát, tôi chỉ cười không trả lời. Nửa tháng sau, Trung úy Võ, đại đội phó 202 chiến tranh chính trị ra thay tôi và tôi trở thành một trưởng toán. Trong khi chờ ngày trở về Bà Ghi nghỉ ngơi và nắm trung đội, chính huấn không ai trông coi. Hầu hết quân nhân trong đại đội tiền phương cũng được hoán đổi đi phép. Võ hiền lành, dễ mến, ít nhậu, ít cười đùa. Tôi bàn giao đại đội cho Võ cùng tất cả chi tiết về địa điểm, nội dung công tác và tình hình an ninh. Rồi mỗi ngày, hai toán gồm nhiều nhân sự mới tiếp tục đến tam quan. Một ngày như mọi ngày, bình thường êm ả, nếu không muốn nói đơn điệu nhàm chán. Nhất là đối với riêng tôi, đang buốt nhói bởi vết thương lòng chưa khỏi. Suốt một tháng, tôi cố ý không gặp Thơ Thơ, cũng không hỏi Hoàng tin tức về nàng. Mặc dù một lần anh buột miệng nói, trông em buồn lắm, tội nghiệp. Tôi nghe cảm động mà cố làm ra vẻ dửng dưng. Phải chăng tự ái giết chết tình yêu? Một chiều thứ sáu, lúc 3 giờ, hai toán kết thúc công tác sớm hơn thường lệ. Tôi nhắc Võ cho anh em về ngay, nhưng anh bảo không sao đâu, cứ đi trước đi. Chừng nửa tiếng nữa anh sẽ dẫn toán thứ hai theo sau. Tôi chào từ giã trở lại Đệ Đức. Đang nằm nghỉ đọc sách, lai rai lon biên lạnh với thịt hậu, thì khoảng 4 giờ một anh lính chiến tranh chính trị hớt hải chạy vào báo tin. Thiếu úy ơi, toán của Trung úy Võ bị phục kích. Tôi giật mình hỏi dồn, có sao không, ở đâu, lúc nào? Chết 3 người và Trung úy bị thương. Việt Cộng phục kích tại bờ ao, bên đường ray xe lửa đó, gần cổng trung đoàn. Vừa mặc vội bộ quân phục, thắt vội dây dày, tôi vừa báo cáo qua máy cho sĩ quan trực ban 3 trung đoàn và xin xác nhận nguồn tin, rồi lái chiếc Dodge của toán tôi ra cổng. Chở theo Hoàng và vài quân nhân với đầy đủ vũ khí và lựu đạn. Trời tối rất nhanh, nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập quanh chiếc ao khá rộng. Khi tôi đến, Trung úy Võ đã được đưa về trạm xá băng bó vết thương ở cánh tay. Rất may không trúng xương. Chiếc xe gặp nạn bị bắn nát bên phải, lật ngửa, nửa dưới nước, nửa trên bờ. Xe Jeep chở Võ bể lốp. Những kẻ sống sót bị một phen hú vía. Nghe kể từ trên xe, có vài anh em nhanh chóng bắn trả, khiến bọn du kích rút lui. Xác của 3 quân nhân tử thương, đi ngồi ở 3 vị trí khác nhau, không hiểu sao lại lọt chìm chung dưới lòng ao. Đó là Binh Nhất Nguyễn Văn Dũng, tài xế, 19 tuổi, quê Quảng Ngãi, trung sĩ Hồ Hiếu, toán viên hiền lành, người Quảng Trị, vợ con ở khu gia binh Phú Tài, và thượng sĩ Trần Hữu Nhơn, Trường Sa, người Huế, vui tính có vợ và một đàn con nhỏ, đặc trách chương trình phát thanh của tiểu đoàn 20 chiến tranh chính trị tại Quy Nhơn, lần đầu đi công tác xa với đại đội. Tôi bảo Hoàng ở lại hiện trường, còn mình vào trại gặp sĩ quan trực trung đoàn, xin một tốp thợ lặn ra vớt xác 3 tử sĩ và một tốp khác giữ an ninh. Ông đồng ý, nói sẽ điều động họ đi ngay, đồng thời cho 2 xe GMC ra ao nổ máy, bật đèn pha sáng rực. Tuy gấp rút, tôi cũng ghé qua bệnh xá thăm Trung úy Võ, xa xa từ phía ao, vọng lại tiếng súng của một tiểu đội thuộc trung đội đang truy kích Việt Cộng, và theo báo cáo sau này đã bắn hạ 2 tên. Khi tôi trở lại ao, chiếc Dodge đã được kéo lên bờ và 3 thợ lặn vớt được 2 xác, còn 1 không thấy đâu. Trưởng tốp lại nói, đêm tối và nước đục hiếm hoài không thấy,
Sáng mai tụi em sẽ làm tiếp. Tôi hết sức lo lắng, năn nỉ họ tiếp tục vì để xác chết chị A. Dù chỉ qua đêm, tôi nói sẽ tội lắm. Cuối cùng, họ chịu ở lại, cố gắng tìm một lần chót. Còn tôi từ bờ đất cao để nguyên quần áo và giày trần, phóng xuống ao, mà tốc lặn cho biết là khá sâu, không sợ đầu va vào đáy. Phục lặn một hồi, tôi chợt thấy tại một góc gần bờ, lờ mờ hai chấm đen lay động theo mặt nước. Bơi đến nơi thì hóa ra hai lùm cây nhỏ, lá cành đan kín. Có một anh lính cũng bơi về cùng hướng. Quả thật, xác thứ ba vốn nhỏ con nằm kẹt ở ngay giữa. Các thi hài sau đó được quấn bằng bông chô, đặt trên ba băng ca và trở về nhà xác. Lúc ấy đã gần 11 giờ đêm, lên bờ quần áo ướt sũng, tôi thấy Hoàng, sĩ quan trực đại đội, đang đứng với ai giống như thơ thơ, thon gọn trong chiếc quần jean xanh và áo thun trắng. Hoàng dẫn nàng đến bên tôi và nói, thơ thơ đi xe lam ra và gặp mình ở đây. Bây giờ mình bàn giao em cho Thanh để vào trại, sắp xếp công việc canh sát. Hoàng vừa đi khỏi, tôi chưa biết xử trí ra sao với tình huống quá bất ngờ, thì nàng bước tới ôm chầm lấy tôi, nép đầu vào vai, òa khóc như mưa. Tiếng nàng nức nở. Nghe tin đại đội anh bị Việt Cộng phục kích, em điểm hôn. Em lo sợ cho anh, cho các anh. Em ra đi tìm anh nè. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lưng mềm và nói cảm ơn em. Úp mặt trên dòng tóc đầy hương hoa mượt êm, nghe rộn rã biết bao là mộng về từ những ngày dài thiên thu, không thấy nhau, cô đơn, hờn giận. Rồi ôm nàng trong vòng tay, như muốn giữ chặt tình yêu câm nín. Đêm ấy, đã theo bước chân nàng chợt đến, òa vỡ cùng niềm đau ngập hồn. Trời đã vào khuya và gió lạnh, quần áo tôi chưa kịp khô và đôi giày còn đọng nước. Mọi người tản mát ra về, trừ vài anh lính thu dọn quanh ao. Tôi bảo thơ thơ, giờ này hết xe lăn mà thị trấn đã đến giờ giới nghiêm, hay là em ở lại trại với anh? Nàng vừa nói dạ thì Hoàng từ đâu xuất hiện gọi, mời hai ông bà lên Mercedes vô trại. Đến cổng, anh nói với chung sĩ trực biết tôi nhưng chưa hề gặp nàng. Đây là vợ thiếu úy Thanh, nghe tin đại đội chúng tôi gặp nạn ra tìm, bây giờ khuya quá không về lại Bồng Sơn được, xin anh cho bà vào trại. Nghe Hoàng nói dối trơn tru, nàng nắm tay tôi và cả hai nhìn nhau mỉm cười trong bóng tối. Vào gian phòng được cấp riêng theo yêu cầu của tôi cho đại đội biệt phái, mà tôi muốn sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ sinh hoạt và ăn ở chung, nghĩa là trong một bối cảnh xấu hơn, sống và chết có nhau. Hoàng sắp đặt, thơ thơ sẽ ngủ trong giường xếp nhà binh của tôi, sát tường với đống gối, chăn, màn bừa bộn. Còn tôi sẽ nằm kế nàng trên chiếc giường của Hoàng nhường cho. Thay bộ đồ ướt và lo xong mọi chuyện, tôi xuống nhà xác, tình nguyện canh gác luân phiên như những người khác. Nàng muốn đi theo tôi, viếng ba quân nhân quá cố. Không khí u trầm, lạnh lẽo. Một bàn thờ dã chiến nhỏ, đơn sơ, với một bát hương và những ngọn nến, cọng nhang đang tàn lụi. Thơ thơ tiến đến, lấy đốt hai cây nhang, một cho nàng, một trao cho tôi để cùng cắm vào bát hương. Rồi mũi lòng, nàng đứng im, lệ hoen khóe mắt. Còn tôi thì ngậm ngùi, nguyện cầu các anh nếu linh thiêng phù hộ cho tất cả anh em được an lành trong suốt thời gian công tác còn lại và sau này. 10 phút sau, theo lời tôi dặn, Hoàng đến đưa thơ thơ về nghỉ. Rồi đúng 3 giờ sáng, anh trở lại thay tôi gác xác. Về phòng, tôi đến bên giường thấy nàng có vẻ ngủ say, hơi thở nhẹ sau cơn xúc động mạnh từ chiều, đôi môi hồng hé mở, bình an và đẹp tựa trẻ thơ. Tôi kéo tấm chăn đắp ngực nàng và hôn phớt lên trán.
ngắn hơi cựa mình. Hôm sau, thứ bảy, là một ngày bận rộn của đại đội và riêng tôi được lệnh ở lại vô thời hạn, chỉ huy thay trung úy Võ về hậu cứ dưỡng thương. Sáng sớm, tôi nhờ Hoàng chở vợ thiếu úy Thanh về phố. Lúc tạm biệt, nàng khẽ nói: "Cảm ơn anh yêu, từ nay có anh bên đời, em không còn sợ hãi điều chi nữa, và em sẽ có đủ nghị lực chống chọi với mọi gian truân thử thách. Tôi hẹn chiều mai ra gặp lại nàng, đồng thời xin trung đoàn cho xe chở quan tài của Nhơn và Hiếu về Quy Nhơn, có Võ và một số quân nhân tháp tùng. Còn Dũng thì được mẹ, chị gái và hai đồng đội cùng quê Quảng Ngãi nhận xác đưa về bằng xe đỏ. Ngoài ra còn phải cắt đặt cho một toán do Hoàng hướng dẫn xuống công tác tại xã thuộc Hoài Nhơn, thay vì ra tam quan nơi mà mọi hoạt động tạm thời đình chỉ bởi lệnh của trung đoàn." 5 giờ chiều chủ nhật, ngày nghỉ của đại đội đúng hẹn, tôi đến thăm Thơ Thơ và đưa nàng ra cầu Bồng Sơn, Mirabeau và Lại Giang, dòng sông tương tư của tôi, để mở cửa hồn nhau chút bao nỗi niềm. Không gian thoáng mát, tĩnh mịch và thơ mộng hơn căn gác trọ quen thuộc của nàng, hay những tiệm ăn, quán nước ồn ào mịt mờ khói thuốc. Xa xa lác đác, vài quân nhân chắc cũng muốn tránh không khí xô bồ của phố thị, tản bộ với người yêu tay trong tay. Ngừng xe, tôi chọn một phiến đá nhỏ bằng phẳng gần cầu, ẩn sau một tàn cây lớn. Hàng liễu chung quanh tỏ vẻ ghen tuông, cũng rũ xuống xì xào nhỏ to với nhau điều gì, rồi cùng đong đưa theo mỗi cơn gió nhẹ thoảng qua như trêu ngươi. Vốn cẩn trọng, tôi không quên đặt trong tầm tay với khẩu carbine tự động bán xếp, lắp sẵn băng đạn và mở chốt an toàn. Vừa khuất xa những cặp mắt tò mò, cả hai đã vội vã ôm ghì lấy nhau, nàng khóc như trong đêm trùng phùng tại bờ ao, lần này bởi tình yêu hạnh phúc vô ngần, cuống quýt tìm môi nhau khát khao đắm đuối. Tôi hôn lên mắt nàng, uống giọt lệ còn đọng rèm mi long lanh. Nàng nghẹn ngào: "Em xin lỗi đã làm anh hiểu lầm, nhưng anh cũng ác lắm, giận em. Anh đã đi không nói một lời, bỏ em vo vỏ một mình. Em chờ anh lại đến thăm em từng ngày, từng đêm, mà anh nào có hay. Em yêu anh, em nhớ anh vô vàn. Từ những ngày đầu gặp gỡ ở Quy Nhơn, mà sao anh không biết chi hết rửa." Chiều Bồng Sơn mênh mông xanh thẳm, gió từ mặt sông lùa qua làn tóc rối. Tôi ngước nhìn lên không trung, tưởng thấy muôn ngàn tinh tú lấp lánh vui mừng. Nhắm mắt, mơ một vì sao xinh đẹp nhất, tinh khiết nhất buổi chiều hôm ấy, đã bỏ trời cao, lạc xuống trần gian, đến khóc trên bờ vai tôi. Như đã ngủ vùi đêm nào bên ngực anh chàng Mục Đồng Tốt Phước trong truyện Les Étoiles của Alphonse Daudet mà tôi từng yêu thích. Tôi dìu nàng ngồi xuống, cả hai im lặng lắng nghe tiếng chiều buông chậm chậm, những tia nắng vàng nhảy múa trên sóng nước lao xa, như muốn kéo thêm thời gian sưởi ấm cho tình yêu từ một thuở đợi chờ quá lâu. Như trong bài Serenata Rimpianto, tiếc nuối nhạc Toscanini lời ý, đã được Phạm Duy phổ thành bản chiều tà bất hủ, làm ngất ngây với những lời van vỉ thiết tha gọi tình yêu đến. Tôi đề nghị và nàng khẽ hát giọng cao vút, quỳ dâng dưới nắng phai mờ bên gối ơ thờ. Chiều êm đưa duyên về người, người hỡi hãy đến bên tôi nghe lời xao xuyến như chuyện thần tiên, niềm mơ xưa là đó. Rồi tựa sát vào lòng tôi, nàng thì thầm kể lể tiếp những câu tự tình đê mê, run rẩy trong chiều dần phai của bài Serenata đó, hay từ trái tim nàng dành riêng cho tôi đây. Một lúc sau, nàng vừa xoa tay lên ngực tôi vừa tỉ tê: "Ôi,
hạnh phúc biết bao được yêu anh và được anh yêu. Hãy hứa với em rằng anh không bao giờ giận em nữa, rằng anh sẽ không chết, anh không được chết, anh phải sống cho tình ta, cho em, cho ngày mình thành duyên vợ chồng, cho những đứa con tương lai của chúng ta. Dịu dàng tôi đáp, anh u mê và tự ái quá, đã không hiểu gì cả, không muốn hiểu gì cả. Anh thề sẽ không bao giờ giận em nữa, anh hứa sẽ không chết. Rồi chỉ xuống dòng nước miên man, tôi hỏi em có biết anh đã đặt tên con sông Lại Giang là gì không? Làm sao mà em biết được? Dòng sông tương tư lần nắm lấy bàn tay em không chịu. Anh buồn giận bỏ đi, ra đi ngồi một mình nhớ em. Lúc đó không đúng nghĩa tương tư, vì tư là nhớ, tương là nhau, là nhớ nhau, nhưng anh đơn phương nhớ, bởi em đâu có bao giờ nhớ anh đâu. Bây giờ tên ấy mới hoàn toàn đúng nghĩa của nó. Nàng mỉm cười, quàng vai ôm tôi, âu yếm hôn lên má, lên môi và nói, không, lúc nào cũng vẫn đúng nghĩa, vì lúc nào em cũng nhớ anh mà, nhớ anh suốt đời và cả bên kia đời nữa, nếu một mai. Anh tin em không? Sau đó, ngắm từng đôi chim lượn vòng trên không và ríu rít rủ nhau bay về dãy núi xa mờ. Nàng chớp mắt, nói một hơi, như đã chuẩn bị từ lâu. Em nhớ anh, nhớ cả môi phóng sương trên ảo anh, nhớ cả tóc anh bay theo gió bênh bông những lần anh đến thăm em, nhớ cả dáng dấp và nụ cười vừa hồn nhiên vừa khinh bạc vừa lãng mạn. Nhưng yêu nhau trong chiến tranh nghĩa là trong âu lo tan vỡ chết chóc, em thấy khổ quá phải không anh? Em muốn ngoài tình yêu tuyệt đỉnh, chúng ta sẽ dâng hiến trọn vẹn thân xác cho nhau chỉ sau khi đạt được thanh bình. Em muốn mình có nhiều con, nhưng không muốn chúng phải sinh ra trong cảnh ngộ của những đứa trẻ bạc phượng tội nghiệp mà em nghe kể đã đạp phải lựu đạn mìn trông của du kích xả ập trên đồng ruộng, phải chờ vào bệnh xả, hoặc như bé gái mồ côi bị thương kia, không người thân thích, chỉ muốn được ôm một lần trong đời thôi, và đã gục chết trong cánh tay anh, máu ướt đỏ ngực áo trần thảm họa. Bây giờ em đã trao cho anh môi hôn si mê đầu đời, em tự xem là vợ anh rồi, nhưng em muốn đêm tân hôn thần tiên của mình không bị phiền nhiễu bởi tiếng đại bác rền vang, bởi ánh hoa châu rực sáng, bởi bước chân hoảng sợ của đoàn người chạy loạn tả tơi. Em nghe radio nói hoa đàm Paris đang khai diễn. Hai đứa mình còn trẻ, có thể chờ ngày thanh bình ấy đến chắc không lâu nữa. Ngày mà chiến tranh sẽ dứt, tiếng súng sẽ im, nước mắt sẽ khô, nỗi đau sẽ cạn, vành tan tràn sẽ thôi quấn trên tóc xanh của biết bao chinh phụ và con thơ. Ngày mà bi thương sẽ biến mất trên quốc gia miền Nam yêu quý của ta. Tôi gật đầu, ra chiều đồng ý. Nàng tiếp như chuyển đề tài, em có biết tại sao buổi chiều nào em không muốn anh nắm giữ bàn tay em không? Vì em linh cảm lúc ấy anh có thể tiến xa thêm, và em tự biết nếu để lâu hơn sẽ không cưỡng nổi đam mê thèm muốn. Em yêu anh nhưng luôn xem tình yêu là món quà tuyệt diệu của Thượng Đế chỉ ban cho loài người. Những sinh vật khác không có, mà chỉ nhu cầu xác thịt tự nhiên. Em nâng niu tình yêu cao vời ấy. Anh hiểu chuyện lúc ấy. Còn bây giờ? Bây giờ thì em đã cắt nghĩa cho anh rồi. Em muốn gìn vàng giữ ngọc cho hay, cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời. Thơ kiều đó, em chắc chàng Kim cũng bực mình giống anh thôi. Tôi bật cười ghẹo nàng, chứ sao? Nàng kiều ngăn cản chàng theo bản năng tự vệ hoặc lễ giáo. Cô giáo thơ thơ của anh cũng thế, hoặc còn hơn thế nữa, vì mang thêm bệnh lãng mạn, trân quý một tình yêu lý tưởng thanh cao.
Platonic kiểu Laura và Beatrice, Beatrice và Dante, Isil và Tristan của văn chương thế giới, Loan và Dũng, Lan và Ngọc trong Nhất Linh và Khái Hưng. Nàng ngắt lời đáp nhanh: "Nhưng em đâu quả lý tưởng như họ, anh biết mà. Anh biết, bởi vậy, bên em, anh thấy mình hạnh phúc nhất trần đời. Họ không bàn chuyện lấy nhau, sinh con, không hề nắm tay nhau, nói chi ôm hôn nhau. Họ là siêu nhân, không có nhu cầu. Họ yêu trong cảnh thanh bình, thơ mộng, đâu biết thảm kịch của những người phàm chúng ta, ngục lặn trong chiến tranh triền miên, hối hả tìm nhau từng giờ, từng ngày, yêu nhau trong nỗi chết cận kề, và nhất là luôn bị dằn vặt như triết gia Platon viết, bởi trận đấu gay go giữa lý trí và thể xác. Tuy nhiên, em nói có tình có lý, anh chịu thua. Hùng hồn không khác gì ông thiếu úy chỉ huy đại đội chiến tranh chính trị." Nàng cũng cười theo: "Nhưng em sẽ không bao giờ học được cái tính ngang tàn, bật cân đời, và trong một nghĩa nào đó, hào hùng của ông ấy, của anh, chuyện anh che chở bảo vệ bằng mọi giá người thiếu phụ có chồng du kịch trước đây đã được anh hoàng và vài cô bạn kể lại cho em nghe. Em yêu anh vì lòng chính trực, tính khẳng khái và hãnh diện với anh bởi phản ứng đúng lúc và đúng đắn, bởi thái độ hiên ngang, luôn ngẩng cao đầu, bất chấp mọi áp lực." Nửa tháng sau, buổi tâm sự bên dòng sông Tương Tư, Tô Vĩnh Việt, Bồng Sơn, Giả Từ thơ thơ trở về Bà Nghi cùng với đại đội tiền phương công tác nhân sự vụ hoàn tất. Đại đội được trao bằng tưởng lộc ba tử sĩ Phan Nhơn và Võ Được Lệnh anh dũng bội tinh, riêng Võ có thêm chiến thương bội tinh. Tất cả đều xứng đáng, còn tôi nhận được một huy chương quý giá nhất. Đối với tôi, thơ thơ và tình yêu cao đẹp của nàng, vì anh đã có em, tôi nói. Một tháng sau, nàng xin 5 ngày phép về Quy Nhơn thăm tôi, nhưng ở nhà bà chị, mẹ nàng, một Phật tử, nhìn tôi không mấy thiện cảm và tuyên bố qua lời kể của Hoàng rằng mẹ không muốn thơ thơ kết hôn với người khác đạo và không phải là người Huệ Miên. Nhưng nàng nói, nhất quyết sẽ không yêu ai, lấy ai ngoài tôi. Mỗi chiều tôi từ Bà Nghi xuống ghé thăm và đón nàng đi ăn tại các nhà hàng quen trên đường Gia Long, Võ Tánh và dọc bờ biển. Tôi đến nghe nhạc ở quán kem Tuyết Trắng hoặc thăm bạn bè chung. Đêm cuối cùng, ngồi trên bãi cát nhìn ánh trăng vàng vặc mà thề nguyện, nếu trời đất thương và duyên kiếp ràng buộc, sẽ thành vợ chồng và sẽ yêu nhau cho đến lúc răng long đầu bạc. Cả hai ngầm bảo nhau, ráng đợi một thời gian ngắn nữa thôi, và phải phấn đấu lắm với chính xác thân, không đưa nhau vào mô ten, mời mọc, cám dỗ, vì cả hai tự biết sẽ không giữ nổi lời hứa, chờ đến đêm tân hôn thần tiên." Mạn phép, nàng trở lại Bồng Sơn, còn tôi bất ngờ nhận lệnh thuyên chuyển đến đại đội 204 chiến tranh chính trị Nha Trang, quê tôi, rồi sau đó đi Phnom Penh trong phái đoàn liên lạc quân sự trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu, rồi lên trường Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt cho đến ngày mất nước. Trong thời gian ấy, nàng cũng đổi đi con tum, bao nhiêu chuyện đời xảy đến, xa nhau, ôi nhớ sao là nhớ, những bức tình thư đều đặn gửi đến nhau, đầy ắp yêu thương, thở than nỗi cô đơn ngút ngàn vì thiếu nhau. Một lần, nàng viết lên lời nuối tiếc, như từ trong tiềm thức, trái ngược thái độ nhìn vàng giữ ngọc bấy lâu. Phải chi lúc ấy em cho anh hết, phải chi em có một đứa con với anh, để bây giờ em bớt lẻ loi. Lần khác, nàng hẹn đi Nha Trang, ra mắt cha mẹ chồng của em. Nhưng rồi chiến tranh mỗi ngày mỗi leo thang. Từ khi hiệp định Paris được ký kết, những trận đánh ác liệt diễn ra tại cao nguyên Ba Mê Thuột, Pleiku và con tum của nàng, đường giao thông tắc nghẽn,
Xe đò trúng mìn Việt Cộng, phi trường bị pháo kích, việc đi lại gian nan. Tin nhắn cũng như những lời hẹn lúc đứt đoạn thưa dần, và màu thư bắt đầu phai úa theo tình hình chiến sự bi đát, và khoảng cách càng lúc càng tăng trong không gian và thời gian, là những thủ phạm tan nhận đồng lõa làm chia lìa lứa đôi. 8 năm sau, cuối năm 1976, tình cờ tôi gặp lại Hoàng cùng khổ sai lao động trong một trại tù cải tạo miền Bắc. Trên một con đường rừng, hai đứa quăng vội bó nứa để ôm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi, không thốt nên lời. Hoàng quá xúc động, mắt đỏ hoe. Tôi hỏi tin về thơ thơ và những người quen. Sau một phút, chờ cho tâm hồn lắng đọng, Hoàng mới kể. Tháng 4 năm 1975, bắt đầu cuộc kết thúc thảm thương, nàng theo đoàn người di tản từ Kon Tum xuống Quy Nhơn, qua ngã Phú Bổn. Trên đường bị Việt Cộng pháo kích dữ dội, rất nhiều người tử nạn và nàng mất tích. Lúc tuổi xuân vừa tròn 27, nghe đến đó tôi bật khóc, nước mắt đầm đìa hơn cả người Giang Châu Tư Mã. Cùng một lứa bên trời lận đận, mà lệ rơi chan chứa làm đẫm ướt vạt áo xanh. Trên bến Tầm Dương thuở nào, khóc cho nàng mà cũng thương cho tôi, thầm gọi thơ thơ em dấu yêu, quê hương Thanh Bình rồi đó em, như em hằng mơ ước. Nhưng dưới gông cùm cộng sản độc tài man rợ, còn thảm khốc hơn những ngày đen tối nhất của chiến tranh. Bao nhiêu tang thương bất hạnh, bao nhiêu mất mát đổ vỡ, bao nhiêu lầm than đói khổ. Những đứa con của chúng ta nếu sinh ra bây giờ trong chế độ bảo tàn, biết có được bình an hạnh phúc hơn những em bé tội nghiệp tại những xã ấp Hoài Nhơn ngày mình còn ở đó hay không, hỡi em? Nhiều năm sau nữa, Hoàng qua Mỹ xây dựng HO ở Cali, tôi đã gặp. Võ cũng ở Mỹ, tôi chưa kịp gọi chào thì bỗng được tin anh qua đời vì bạo bệnh, và có gửi tiền phúng điếu chung với tiểu đoàn 20 chiến tranh chính trị. Năm 2003, tôi lái xe lên Centralia thăm Nhơn sau 7 năm tù đến từ một trại tị nạn trước tôi. 46 năm, kể từ cuối năm 1969, tôi chưa hề trở lại Bồng Sơn, nơi tôi đã tái ngộ và từ biệt thơ thơ. Với chiếc cầu Mirabeau trên sông Lại Giang, đối với tôi, Tam Quan, Bồng Sơn hay Quy Nhơn bây giờ không còn là những địa danh, những chấm xanh đỏ trên bản đồ hành quân nữa, mà là những khoảnh khắc buồn, vui, khổ lụy, hạnh phúc của đôi lứa yêu nhau. Không còn là địa danh nữa, tương tự như Cambrai và Le Pont-sur-le-Loir trong cuộc đời và tác phẩm của Marcel Proust, nhà văn thần tượng mà tôi muốn bước theo cùng trong cuộc hành trình khắc khoải đi tìm thời gian đã mất. Nhưng dòng Lại Giang của một chiều xưa cũ bên nàng vẫn còn đó, trong tim mê đắm, vẫn là dòng sông tương tư của một thời để yêu và một thời để chết. Dòng sông đó vẫn trôi biển biệt và vô tình cuốn đi cùng với những cánh lục bình tan tác, bao nhiêu là kỷ niệm êm đềm và đau đớn của hai tình nhân mà duyên phận bẽ bàng đã bắt đến với nhau, yêu nhau và mất nhau trong chiến tranh, nhưng hồn còn mãi tương tư, còn mãi tiếc nhau cho đến kiếp nào. Falkland, tháng 4 năm 2015, Kim Thành.